Rồi, nó nhắc lại đây là cái máy công nghiệp máy Nhật Yamato được gắn trên cái bàn mini. Cái bàn mini 4055. Lúa kính chào quý vị. Thì đây là cái máy giắt sổ được cái máy giắt sổ công nghiệp hai kim bốn chỉ, hay còn gọi là máy giắt sổ chập á, máy giắt sổ chập hàng thun á. Nhưng mà cái đặc biệt ở đây là được ráp trên cái bàn mini, được ráp trên cái bàn mini là chiều chiều rộng khoảng 40, chiều dài khoảng 50, 50, 55 gì đó. Thì đúng ra là cái này nó có chân bàn lớn mà của máy công nghiệp á. Nhưng mà do cái em này cái chỗ làm việc rất là chật hẹp, cho nên này em này là cần là chỉ có đủ một cái góc để một cái bàn là 40, 55 gì thôi. Thì lúa ráp vừa xong cho em này. Thì cái này sử dụng cái motor, motor này không phải cái loại motor nhỏ của máy gia đình ha. Motor này nó mạnh, công suất nó mạnh gấp đôi gấp ba đó. Cái cũ motor của nó rất là lớn, cho nên là nó kéo nổi cái máy này, nó kéo nổi cái máy công nghiệp. Có điều là tốc độ của nó không có nhanh bằng máy công nghiệp thôi ha. Thì cái này tốc độ nó là phải chậm hơn cái motor motor bom công nghiệp hoặc là motor tiết kiệm điện rồi. Thì cái quan trọng là cái chỗ chật hẹp có thể để nó mà sử dụng được. Thì em này cũng tính toán cẩn thận lắm. Có nghĩa là một bộ máy như vậy, một bộ máy công nghiệp gắn trên cái bàn mini như vậy, nó chỉ hơn cái bộ máy giắt sổ gia đình dạng chanh á, hay có người kêu bằng máy giắt sổ gia đình con ngựa bay á, nó chỉ hơn vài trăm nghìn thôi. Một bộ lúa ráp lên một bộ như thế này, nó chỉ hơn cái loại máy máy giắt sổ gia đình dạng chanh á, chỉ vài trăm nghìn thôi, 300 cho đến 500, tùy theo cái đầu máy ha. Thì đây là cái đầu máy hiệu Yamato, là máy Nhật đàng hoàng ha. Cái đầu máy này là máy Nhật đàng hoàng, có điều là cái đời nó xưa cũ thôi. Còn nói về độ bền, độ ổn định đồ thì chắc mọi người cũng biết rồi ha, lúa không có giới thiệu thêm nữa. Thì đó, gần đây, không phải gần đây mà trong suốt thời gian qua đó, có nhiều người hỏi mua cái bộ máy giắt sổ gia đình dàn chanh đó. Nhưng mà lúc quyết định luôn không có gửi cái máy đó đi nữa. Là bởi vì mình bảo dưỡng bảo trì nó phải thiệt kéo thì xài nó mới bền. Như ngày xưa lúa mới bắt đầu khởi nghiệp cái nghề cắt may này thì lúa cũng xài cái máy dàn chanh cũng gần 10 năm. Chứ không phải là nó vô dụng, nhưng mà có điều phải biết bảo dưỡng bảo trì thì xài nó mới ổn định ha. Còn như bây giờ thì cái giá tiền của nó, một bộ máy giắt sổ gia đình thì nó chỉ thua cái bộ này có mấy trăm nghìn. Thì mình ráng chút để mình mua cái đầu máy công nghiệp để mà mình xài cho nó an tâm, nó ổn định, bơm dầu đồ hẳn hoi ha. Thì tại sao mà mình không dùng? Ví dụ như mọi người mà cần cái bàn như vậy, cái bàn mà 40 55 này mà gắn trên cái chân bàn lớn rồi xài motor tiết kiệm điện hay motor bom thì lúa vẫn làm cho mọi người được ha, vẫn làm được đó. Thì do cái em này làm nghề chuyên nghiệp á, cho nên là lúa khuyên là thôi
dùng máy công nghiệp đi, đừng có dùng máy giàn chanh nữa. Rồi, tôi nhắc lại, đây là cái máy công nghiệp máy Nhật Yamato được gắn trên cái bàn mini. Cái bàn mini 4055 sử dụng bởi vì nó không có chân gì hết cho nên nó sử dụng bằng cái củ motor cốc đạp như thế này. Nhưng mà củ motor rất lớn ha, chứ không phải là cái loại motor gắn cho máy gia đình.